chơi khó quá. Trời hại tim nhau quá. Quá hại quá. Hồ câu A Phương này rất là đông các cản thủ nha các bạn. Hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4. Mọi người được nghỉ á. Họ tới đây câu rất là đông các bạn ơi. Khán giả, đây là địa chỉ hồ câu nha các bạn. Bạn nào muốn trải nghiệm thì xin mời tới đây câu nha. Chỗ câu cá chép mình chính nha các bạn. Cũng thật. Đó. Đây mình quay cái địa chỉ hồ câu nha. Các bạn nào muốn trải nghiệm thì tới đây nha. Đó, địa chỉ này. Ở Vĩnh Lộc B, ở Vĩnh Lộc A, Bình Chánh nha các bạn. Các bạn thấy không? Mới hơn 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4. Đấy, hồ câu đã chật kín các cần thủ. Răng khắp mặt hồ. Chắc khoảng hơn 20 người các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ cố gắng đăng tải cho các bạn những cái phim và những con cá khủng nha các bạn. Đi ba. Quay chừng những bướm kia nhé. Đây đây đây. Này 2,6 túi bên đây này. Đồ 3 cái đúng đấy rồi. Túi gì á? Rồi sảnh mất tiêu. Trời ơi quá đau lòng. 3 ký rồi hả? Ôi, sáng sớm anh ấy đang vận công rồi. Được, bạn đã mẹ chia kín cầm ra. Đó, bự ấy các bạn ơi. Bây giờ là 7 giờ sáng nha các bạn. Ngày 30 tháng 4 nha. Đó, lập công lớn. Con gì rồi? Đi cái em lên quen nữa. Đủ quá làm ăn được à. Quả này bự ấy. Chào con này bự ấy. Này nó bị khủng bố đó. Từ từ cho sát cho tí nữa đi. Vật nhỏ quá, vật nhỏ quá. Vật nhỏ quá. Chơi khó quá.
Trời hại tim nhau quá. Quá hại quá. Từ sáng giờ đường em chết rút luôn. Kiếm cây. Cái này nó cụt mấy cái rồi không gái. Cân không? Hai sáu không không, chưa nói 2650. Hai sáu năm mươi. An ủi. Để an ủi. Trôi luôn hả? Không dính chấm thì lấy 1 triệu. Ê, 5 ký. Sáu 10 ký. 6 ký 1. Nhất ngày luôn quá hả? Rồi đây em nữa. Liên tục phát triển. 6 ký 2. Còn gì nữa?